Em ơi, sao lại bỏ anh một mình chứ? Em chết rồi, anh phải sống với ai đây? Âm thanh gì vậy? Không lẽ còn có ai ngoài mình ở nghĩa trang này hay sao? Ai vậy? Ai vậy? Ai mà sao rên thảm thiết rùng rợn thế kia? Mau ra đi, đừng giả ma giả quỷ nữa. Hả? Này, này, cái tên này sao lại chui từ trong mộ người ta ra thế kia? Không lẽ ngươi là tên trộm mộ à? Khác quá, ta muốn uống máu. Ta muốn uống máu. Gì thế này? Không lẽ tên này đã bị tâm thần rồi? Này, này, ngươi không sao chứ? Hả? Ngươi định làm gì ta vậy? Chưa đủ. Ta phải còn thật nhiều máu tươi. Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi, cuối cùng chúng con cũng đã đem xác cha mẹ về quê nhà yên nghỉ rồi. Cha mẹ cứ yên tâm nằm lại đây, chúng con sẽ lo phần mộ cho cha mẹ. Tốt rồi, mấy người cũng đã nhận được xác của cha mẹ mình. Nhớ, khi an táng phải dán những lá bùa này trên người của họ để họ không trở thành ma cà rồng, nghe chưa? Cảm ơn pháp sư đã giúp đỡ đưa xác cha mẹ chúng tôi từ nơi xa xôi về đây. Chúng tôi vô cùng cảm kích ngài. Không có gì đâu, ta cũng đã nhận tiền đầy đủ từ các ngươi, thì ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ đem xác họ về đây. Thôi được rồi, ta còn phải làm một số phi vụ khác, giờ ta phải đi ngay lập tức. Vâng, vậy thì pháp sư đi đường mạnh giỏi, khi nào có việc gấp chúng tôi sẽ tiếp tục nhờ tới ngài. Nhanh chóng di chuyển về phía bắc, nơi đó đang xảy ra thiên tai, rất nhiều người chết, chắc chắn họ sẽ cần tới mình. Cứu lại cameraman chúng tôi với. Những TV man ơi, làm ơn giúp đỡ với. Hả? Mình nghe thấy mùi của ma cà rồng. Không lẽ ai đó đã biến thành ma cà rồng rồi hay sao? Ủa, là một cameraman hàng xóm của chúng ta. Này, cậu đang gặp chuyện gì vậy? Cứu loài của chúng tôi với. Chúng tôi sắp chết hết tới nơi rồi. Xuất hiện một cái xác chết cameraman đồng đội của chúng tôi. Hắn trở nên điên loạn, cắn xé và hút máu tất cả những camera bên khác. Tôi cũng bị hắn cắn bài phát, nhưng mà may mắn sống sót. Tôi liền nhớ tới các bạn, liền chạy tới đây cầu cứu. Gì chứ, một cái xác chết cameraman có thể sống dậy chạy đi hút máu à? Không thể nào. Có thể. Và thứ đó đã biến thành ma cà rồng nên mới đi hút máu như thế. Sao lại có một tên con người ở đây? Tí nữa thì chúng tôi quên mất, đây chính là ngài pháp sư. Ngài ấy đã giúp đưa cha mẹ chúng tôi về đây. Có lẽ ngài ấy sẽ trị được thứ đó đó. Giờ không phải là lúc nói nhiều đâu. Này, cameraman kia, mau đưa ta tới chỗ thứ đó đi. Ta sẽ giúp các ngươi dọn dẹp sạch sẽ thứ đó. Đằng này, ngài pháp sư ở đằng này. Đó, ngài thấy chưa? Không ai còn sống sót cả. Tất cả loài cameraman của chúng tôi đã bị cắn xé, hút sạch máu. Xin ngài hãy ra tay trừng trị thứ đó. Chết tiệt, sao mà tàn nhẫn thế này? Nếu chỉ là ma cà rồng thông thường thì nó chỉ hút máu động vật là cùng. Nhưng đằng này lại tấn công vào chính loài cameraman. Không lẽ có kẻ nào đó đang làm phép thuật để lợi dụng thứ ma cà rồng đó để hại chính loại của các ngươi? Ai muốn hại loại cameraman của chúng tôi chứ? Vậy kẻ đó thật độc ác. Là tiếng của thứ đó. Mau lên, nó ở trong tòa nhà đằng kia kìa. Đây, hãy bình tĩnh. Ngươi phải giữ khoảng cách với nó, nếu không nó sẽ hút máu ngươi, khiến cho ngươi chết đó. Phía đó là nơi ở của nữ hoàng cameraman chúng tôi. Không lẽ nó muốn hại bà ấy? Mau, bảo vệ nữ hoàng cameraman của chúng ta. Phải liều mạng ngăn cản thứ gớm ghiếc đó lại. Nó xuất hiện rồi nha. Ta muốn hút máu các ngươi. Ta muốn hút máu các ngươi. Bảo vệ nữ hoàng. Bảo vệ thứ này, phải không những ta hút sạch máu của thứ này, ta còn
ăn luôn cơ thể của nó. Dừng lại, dừng lại. Thưa ma cầu đồng cameraman kia. Chết tiệt, chết tiệt. Chúng ta tới trễ một bước rồi. Không hay rồi. Sao, sao nó lại trở nên khổng lồ thế kia? Không, không, nữ hoàng. Tôi chết tiệt đó. Đã ăn lấy cơ thể của nữ hoàng cameraman và hút lấy tỷ của bà ta. Khi nó có được tỷ của tay tình và hấp thu sức mạnh biến đổi như thế. Ta muốn giết sạch loài cameraman các ngươi để báo thù, để báo thù. Báo thù? Báo thù gì chứ? Không phải hắn cũng là một cameraman hay sao? Bình tĩnh đi. Bây giờ hắn ta không còn là đồng lõa của cậu đâu. Dường như thứ macaron này được thức tỉnh bởi một tên pháp sư khác. Không ổn rồi. Mau đứng sang một bên đi. Tôi sẽ dùng pháp thuật của mình để kết liễu hắn, đưa hắn về một cơ thể chết như cũ. Vậy thì chăm sự nhờ pháp sư là mau hãy giúp đỡ loài của chúng tôi. Thứ macaron cameraman khổng lồ kia, đến lúc kết thúc mọi chuyện tại đây rồi. Ta sẽ dùng lửa để giải hóa lời nguyền trên cơ thể của ngươi. Tránh ra, tránh ra, để ta diệt sạch loài cameraman. Khó chịu, ngươi khiến ta khó chịu. Ta sẽ nghiền nát ngươi, nuốt lấy đầu của ngươi. Chết tiệt, thứ này mạnh quá. Không ổn rồi, mình đối đầu trực tiếp với nó không phải là cách. Phải tìm hướng giải quyết thôi. Đúng rồi, dùng bù sập của mình. Tí nữa thì mất mạng rồi. Cũng may mình nhanh trí sử dụng bù thuật lửa đúng lúc đúng nơi. Được rồi, lửa của mình sẽ thiêu rụi thứ xác này. Mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây. Giờ thì mình phải đi thôi. Đáng ghét! Kẻ nào dám làm tổn thương macaron của ta thế này? Chết tiệt! Mối thù năm xưa lũ cameraman từng giết hại gia đình của ta chưa kết thúc được đâu. Ta đã khổ công học tà thuật này suốt mười mấy năm. Đến lúc rồi, ta sẽ tiếp tục sử dụng cái cơ thể macaron cameraman này để khiến cho bọn chúng bị tận giết. Nhưng khoan, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tên pháp sư đó sẽ biết và quay lại ngăn cản mất. Vậy thì ta sẽ dùng tà thuật của mình để biến người thành macaron tay tình cameraman vạn năm. Đâu rồi, ra đây hết đi lũ cameraman. Ta sẽ hút máu ăn thịt ngay đầu các ngươi. Không, sao lại xuất hiện thêm một thứ cameraman gớm ghiếc khủng khiếp hơn nữa thế này? Ngọc Hoàng, một pháp sư đã giết chết thứ macaron cameraman khổng lồ rồi hay sao? Bây giờ ngươi đâu xuất hiện nữa vậy? Tình đáng ghét đó làm ta đau. Ta sẽ giết hắn, hút máu hắn sau. Còn bây giờ ta phải tận diệt loài cameraman các ngươi, vì các ngươi đắc tội với chủ nhân của ta. Chuẩn bị chịu chết đi. Ngô Kim, vậy thì ta sẽ liều mạng chết chung với ngươi. Ta là đức vua của thế giới cameraman này. Ta sẽ không hèn nhát bỏ trốn đâu. Ta sẽ hút máu người. Ta sẽ hút máu người. Chúa tể cameraman, mình phải nhận hậu quả năm xưa vì đã gây thù chuốc oán với ta. Chưa hết đâu, ta còn thả thêm nhiều macaron khác tới đây để hội đồng giết chết ngươi nè. Không, không cột ngươi lại.